Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Thì hôm nay là ngày cuối rank rồi, cuối một rank một giải này rồi. Mình sẽ làm mấy clip cho mọi người xem. Đấy, nay cũng có được một hai clip hay rồi nhưng mà thua nó mới đau chứ. Đấy, mình làm clip hôm nay chắc là phải mấy ngày hôm sau thì mình mới đăng được, bởi vì mình bận đi làm mà. Nên là mình rảnh mình sẽ đăng clip cho mọi người xem. Đấy, không quan trọng là bao giờ đăng, chỉ cần là có kênh, chỉ cần có clip hay cho mọi người xem là được rồi, đúng không? Có thằng này, bên trái này. Có thằng bên trái này. Trận này gặp clan LTD à? Chết đi. Một em nữa. Rồi. Gặp clan LTD. LDT là gì? Là lượm điện thoại à? Hay cái gì? Niên đạo hội à? Treo nhà này. Bắn thì bắn vui chứ nhường nhiếc cái gì. Mình đi rank các kiểu, mình kỵ nhất là người ta bảo nhường hoặc là chơi chén dao. Cũng bắn súng bình thường còn chưa xong đi chén dao làm cái gì. Rồi tiêu gì đã một anh treo. Rồi trả lời không các bạn bảo mình kêu. Đấy, nhiều lúc thì mình bắn căng thẳng, tập trung bắn mình không trả lời. Đấy, rất mong anh em thông cảm. Đi móc xem có ai không. Trong hầm chắc cũng chả có ai đâu. Thì đi hết rào A rộng lên. Ai đi B à? Ui, vừa bảo xong đã chết rồi. Ôi, giờ còn hai người thế này. Trời, 1.5 thôi. Có xác định rồi. Thua. Thua. 1.5 thì mình chịu. Đây cả clan nó bu ấu vào một chỗ để canh bom nữa thì thôi, mình có mà gánh bằng niềm tin, cân tin bằng niềm tin. Ui, biết vị trí mình rồi. Thế nó mới đầu rồi. Một em. Nào vào đây em ơi. Ở đây em ơi, anh còn ít máu thôi. Ai từng biết là bom đặt ấy, trời ơi. Vấn đề là có bom kiểu gì bây giờ, thì 4 người canh bom rất là khó. Bây giờ chỉ có ăn được em nào thì ăn thôi. À, đấy, ôi. Ôi trời, nó bị móc lại kìa. Nó đang bị ho. Dạo là mình đang bị ho. Ê, chim nó bị teo đi một lại nhưng mà vẫn to. Vẫn to lắm. Vẫn dài, vẫn to lắm. Nào. Ấy. Ui giời ơi, thôi xong. Móc này. Móc đồng đội của mình này. Biết ngay mà. Ý, vô mít cho nó này. Vô mít sao ấy. Đây, đây. Đấy, biết ngay mà. Ôi, bên kia đã thắng 2 rồi. Bên mình mới chỉ có 1 thôi. Nhẹ tay thôi anh Tony. Nhiều lúc các bạn thế, nhiều lúc các bạn cứ nói kiểu nói đùa ấy. Nói đùa mình ý. Rõ ràng đang thắng các kiểu lại kêu mình nhường. Tony mới phải. Thì dạo này đang bị ho, chim nó teo đi nên mình đặt là AH chim teo. Ấy, nhưng mà vẫn chưa đáng kể so với mạnh CM, mạnh còn không có chim cơ. Rồi, chết rồi. Hành lang. Hành lang này. Ấy, 4B trời ơi. Bây giờ mới để ý. Về bớt đi. Kiểu diện có thằng móc cho xem này. Này này, đấy. Đấy, trời. Biết ngay mà, móc mà. Này. Hành lang 1 này. Móc nhanh. Bo ma rồi. Chết này, trốn à.
Biết ngay mà. Mù đi em yêu. Flashbang, mù đi em yêu. Chết luôn. Ôi, gỡ nhanh, gỡ nhanh, gỡ nhanh. Đừng lò mà nổ nhớ, đừng mà nổ nhớ. Ôi giời. May quá. Cứ tưởng nổ thì chắc là mình cũng đi đời. Dù VIP và bản CM này đang đẹp, giống với cả bản CM hồi xưa. Chứ còn bản CM bây giờ cái dù VIP của nó khắm lắm. Cái tiếng với cả cái chức năng đặc biệt của nó thì vẫn thế. Nhưng mà cái skin, cái ngoại hình của nó chán lắm. Không có sáng đẹp như hồi xưa nữa. Đấy, rào lên, rào lên, rào lên. Rào lên. Còn một em nữa, còn một em nữa, còn một em nữa, còn một em nữa đấy. Chết luôn. Rồi bên đó có một thằng thôi. Bên kia đi hết B, mình bắt buộc mình phải ở A. Giờ bắn lại còn phải xem đồng đội đi đâu thì mới quay lại chỗ khác mà thủ. Rồi thắng luôn, quả lẽ là mình không thủ A thì thôi. Bom cũng lại bom A sai ực rồi. Anh Tony đăng clip này em nhường. Nhường làm cái gì hả em? Mình bắn bình thường đi. Anh bắn thua em cũng có làm sao đâu. Từ bây giờ mình thua hoặc là như thế nào mình cũng đăng. Đấy. Thua nhưng mà clip đấy phải hay cơ. Chứ còn thua SML thì thôi, tốt nhất là đăng làm gì cho nó mệt. Một ngày có thể ra 10 clip SML nhưng mà để một clip hay thì rất là khó. Nên các bạn nào mà không làm YouTuber thì các bạn lại tưởng ấy. Thì người ta làm YouTube, người ta đăng video hay chứ đi đăng video chán cho mọi người xem để làm cái gì. Đây mục đích để làm cái gì? Mục đích để thỏa mãn các bạn à? Đấy thì các bạn hãy tự làm video các bạn đăng lên YouTube có phải hay không? Có phải các bạn có thể tự quay tay tự sướng được không? Úi, sao? Úi, hầm một. Một rồi, chết rồi. Còn một chết rồi nha. Đang có sự kiện cho lục VIP. Lục VIP Thunder à? Anh lục này tên nghe cái như kiểu mì bắn thắn ấy nhở. Cho mượn cái gì bạn ơi? Mình có mỗi mấy khẩu VIP để bắn thôi. Đúng thường thì cũng chả có. Mình cũng muốn mấy cái khẩu kia bắn lắm nhưng mà mình cũng muốn làm nhiều loại súng khác nhau. Cũng nhiều bạn cũng nhắn tin bảo inbox bảo là cho mượn nick nhưng mà mình không thích. Mình chờ Veda Game cấp hoặc là như thế nào thôi chứ để mà mượn nick thì mình cũng rất là ngại. Nếu các bạn có mượn nick hay như thế nào thì mình cũng rất là ngại. Đấy, những ai mà mình thân mà mình quen ý, thì mình sẽ mượn. Rất ít khi là mình mượn của người lạ. Không phải là mình chê nhưng mà mình rất sợ mấy cái đấy. Đấy, ví dụ mất tích các kiểu hoặc là liên quan đến tiền bạc ở nhà mình không thích. Rồi, còn hai người thôi. Nuôi vào đây vậy, nuôi vào đây. Nuôi vào đây bên hành lang không nhìn thấy đâu. Mà có mỗi một thằng thôi. Trời ơi, đồng đội bắn hay quá. Bom rơi này. Còn là NTD, NDT. Đây, đây. Chết luôn. Thôi ván này bắn cũng rất là thoải mái. Cũng không căng thẳng cho lắm. Rồi xem team bên kia là cờ lan ở DT. Không biết là dịch là gì. Rồi. Vâng, trận này lại gặp team cờ lan Ruby. Ấy, nghe tên thôi là cũng đã biết là cờ lan này giàu lắm rồi. Trong toàn đá Ruby các kiểu đây. Ruby nghe tên vừa nữ tính lại vừa ra sang chảnh. Chết của em chưa
chưa kịp nói gì đã chết mà em rồi. Ôi giời. Chưa kịp thôi, thôi bỏ mẹ rồi. Thôi xong. Hay lắm, hay lắm. Trong đội mình sửa. Trời này bắn slash đi. Mình bắn cái map này rất là yếu nên sẽ tập bắn slash. Ui, thế chưa bảo rồi. Bật tập bắn slip. Tập bắn slip nào. Ôi thôi xong. Ôi thôi xong. 1-3 tay trên tay cầm con slip này. Mặc dù là hàng VIP nhưng mà không biết bắn thì thôi vẫn một. Ý, đằng sau. Đằng sau này. Còn ra đây. Ra đây. Dạ. Ôi thôi xong. Ý, kè trượt là chết ngay. Thật không thể tin được. Để đây. Ấy, tránh slip. Ý, xong bắt đầu nhảy xuống đây bắt người. Không có à? Ở bên đó không ai slip à? Ở bên kia không ai slip rồi. Trong cầu một. Trong cầu khó đấy, không biết là bao nhiêu nó khó đấy. Thì như tính chân là chỉ có một thôi. Trong cầu có nhé, cẩn thận. Trời ơi, đứng đấy nổ liễu quá, cầu nó bắt cho bây giờ. Đấy đi chưa. Chết đi này. Vâng, lại 1-3. Thôi, quả này vỡ mồm. Mình xác định chấm mắm tôm rồi. Xác định chấm mắm tôm rồi, quả này cả team nó hành mình mất thôi. Ôi rồi. Không có gì thơm bằng. Thôi, đổi sang tanh. Em có đi nước không em? Em đang ở đâu? Ý, hồi sinh nhà mình sang này. Ý, trong này. Trong này cho một quả bom này. Thôi xong rồi. Ấy, yếu máu rồi mà. Ăn một quả bom mình đã yếu rồi. Ok. Tiếp tục nào anh em ơi. Một em. Đi nộ quá. Hẻm chắc không dám đẩy à. Rồi đồng đội mình bắn hết rồi. Nước à? Trong cầu nhảy xuống nước à? Phải không? Đúng rồi. Bắn chết đồng đội mình sao ấy? À. Có khi trong hang lên. Hay đâu? Không phải à? Phải mà à? Trời hay quá. Đấy, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đấy, nhưng mà đồng đội mình bắn rất là hay nên ở đây mình không cần phải lo. Mình đục mấy chỗ này này. Ôi trời ơi. Đấy, cái map này chỉ có đục bừa chết người ấy. Đấy, lợi thế như thế, toàn là hàng rào các kiểu, mấy cái chướng ngại vật, toàn những thứ có thể đục được. 3Z đục phát là one hit one kill. Cuối B nhà nó. Chơm quả bom này. Rồi còn lục yếu rồi đấy. Ok, let's go. Đục nữa xem có ai nào đi không. Chắc là không dám đi thôi. Quả lúc đấy đục một phát double kill luôn.
đồng đội ăn hết kiểu, trời ơi. Đồng đội bắn kinh thật đấy. Giờ này chắc là team kia thủ hết ở nhà rồi. Nhảy lên, nhảy lên. Đấy, các bạn cứ nhảy lên cái map này. Ý, nhưng mình hôi ván này không, chắc không nhảy kịp rồi. Tôi cứ thủ ở B thôi. Tôi cứ thì cứ thủ trong B thôi. Nước rồi, nước, nước có đây. Nước lên B. Nước lên B chết rồi. Lùi lại ngay. Hèm B. Cover. Ôi, dông nước B. Cố gắng giữ bình tĩnh nhá. Móc. Đây này, chứ rồi chết luôn. Hay quá. Mày móc vẫn kịp thời. Đấy, đồng đội mà chết xong mình cũng chết luôn thì đồng đội kiểu gì cũng chơi mình ngu cho mà xem. Trời ơi, ném bom mùi mù thế này thì còn snipe cái gì nữa. Em ơi, em có ra không? Em ơi, em ra đi. Chết luôn. Vừa mới nó mặt ra phát chết luôn. Lên hẻm ma là chết. Thôi, hẻm B thôi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, còn ít máu này. Cover đi. Ui. Một em nữa. Bắn. Thôi sao. Rồi hết đạn luôn. Trời ơi, phí chưa. Trời ơi, hết đạn. Hết đạn ngu người. Quên bắn... mình mất thời gian bắn cho ở hẻm B ấy. Quên không... à, ở hẻm A. Bắn liền đầu tí thế quên không thay đạn. Cứ spam đạn mãi. Nào lên đây, hẻm B lên là chết. Phải, mình là Tony chim to đây. Nhưng mà mình đang tập trung bắn. Trong cầu. Trong cầu có đấy. Cẩn thận nhá. Nước cuối hẻm B có không đây? Mình nghĩ là có. Ôi. Ui dồi ôi. Nằm nhanh quá. Một quả chết ngu người nhanh quá. B. Ôi, dùng tanh bắn cho nhanh vậy. Tanh bắn cho nó nhanh. Đấy, chờ cái quả thơm sơn băng này. Thôi thủ đi, không làm được tình thế bây giờ. Ôi, chứ làm gì mà đã chết hết rồi. Trời ơi. Ấy, có thằng bị rỉa máu rồi, Thủ anh em ơi, bắn cho nó nhanh. Thủ đi. Ý thấy chưa? Tìm được bạn chắc là bắt đầu điên người xong rồi lên bắn mình đây. Đấy, chờ cơ hội mình sẽ ra móc.
có đồng đội 5 mồi nữa rồi. Xem móc được em bao nhiêu em. Khẩu này em nhiều đạn lắm, không bắn không nói hết đạn. 90 viên thì bắn này mất mất gì trên thế kỷ. Ra đạn lại nhanh nữa. Mặc dù đam nó hiếu nhưng ra đạn rất là nhanh. Thủ sâu, thủ sâu, thủ sâu. Một em. Hai em, hay. Ba em, ui sồi, ôi, ngon chưa. Thơm phương phức. Ôi dồi, ôi, ui. Hay, rồi ôi, móc quả, ngon chưa. Ok, thì mình cũng dừng ở đây thôi. Mình làm đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhé.